tạo là yếu tố phát triển đột phá. Đây là nội dung trong bài tham luận của ông Uli Watinger, giám đốc công nghệ của tập đoàn Siemens, Đức. Tại sự kiện Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2019 đang diễn ra tại Hà Nội, ông Uli Watinger là chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu tại tập đoàn Siemens. Ông Uli Watinger cho biết, trong thời gian qua, AI đang tác động rất lớn đến sự phát triển. Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển của AI. Các bạn phải coi đây là yếu tố để có sự phát triển đột phá của đất nước. Tại Siemens chúng tôi cũng vậy. AI là ưu tiên trong nghiên cứu. Tập đoàn hiện có tổng cộng 250 chuyên gia AI. Ông này cho hay, đưa ra nhiều dẫn chứng ứng dụng AI trong hoạt động của tập đoàn Siemens. Vị chuyên gia cho rằng, trong lĩnh vực này luôn đề cập đến nền tảng để làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Ngoài ra, vấn đề tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong giao thông. Quy trình sản xuất là điều mà không phải chỉ có Siemens là tập đoàn duy nhất quan tâm. Theo ông Uli Watinger, Deep Learning là cốt lõi của AI giúp tận dụng tối đa nguồn dữ liệu về giao dịch, hiểu rõ hơn hành vi người dùng trong ngành công nghiệp các doanh nghiệp đã sớm ứng dụng dữ liệu để nâng cao năng suất khi chuyển sang thời đại toàn cầu hóa đã có các hệ thống thông minh gần như con người chúng ta ngày càng thông minh hơn nhờ dữ liệu loại bỏ yếu tố chủ quan trong quá trình phân tích ra quyết định chính xác hơn nhờ đó các hoạt động sẽ liên kết và tương tác với nhau nhiều hơn về nghiên cứu ai vị chuyên gia cho biết có nhiều khái niệm mới và có nhiều sản phẩm demo xuất phát từ quá trình nghiên cứu con người tận dụng nhiều mô hình mô phỏng để nâng cao hiệu quả của các ngành công nghiệp ứng dụng và sản phẩm chuỗi vòng đời sản xuất công nghiệp nâng cao quy trình nghiệp vụ